ព្រះបើសិនបងជេតបអត់មានចប់ទេតែដល់ពេលបង
รียมในควาเจจาให้พระองค์ท่านเมนพระโพธิดาการท่านได้ไปจับจับครบเรื่องเราพ้นดับเรียมนั่งเมนเลยเสด็จเกียรติคลาตเต็มยังเรื่องคลาตมันต้อรอเชียนมันต้อรอเชียนกันนะมันต้อรอเชียนให้บาสนาเรื่องคลาตเต็มยังไงต้อปัญตามันเมนต้อรอยกำหังไงรอยกำหังโดยเกจิมาเยอะไงก็ถ้ายังมีวิธีสักต้อต้อรอยซ้ำเต็มวิธีกันนะจังมันนั่งดูทะเบือbây giờ kì chia về nói dương chia kì với nhà nước việt mà thực hiện ba dùng một đại dương nói dương ba dùng một đại kì về cái này là từ là máu rồi từ rồi máu hay là một sinh vật lớn với thằng đại tây cái đại máu và nó phát ruột tê đang bị tụt scan của mồi của mồi cái đái lúc ra là từ tụt tôi dùng một tay hoặc ai vô lên từ tụt tôi dùng một lên tê giống như sốt chật chán nha, mai dương cái thà chán gì bẹ, nè gì mía đó là nó mấy dương sốt chật chán là hô rất là đời dạng mình cũng chán. Tam bất thế nên còn là chỉ bị chuôn để bởi vì cần mình tên đó chán chán gì bẹ, nè gì mía. Tam bởi vì vậy mình dùng ở đây mà bạn thấy thà càng chán cứ nâng khai từ chỉ bẹ. Chán nâng gì nâng khai từ chỉ bẹ chọn vậy thà. Bỏ ông mình nâng sẽ để ọt hốn, bỏ ông nâng khai từ chỉ bẹ. Bởi vì một phút mình chạy mìa đây là gần đây. Vâng, ọt bàn chạy mìa đây. Thế nà, ọt mình chạy mìa chứ. Tại mấy bạn bị thả chạy. Nên con này tôi chạy khiêm gần đây bỏ lời là hay thả. Con này chạy cả bỏ sài bị chuồn bằng tác không để dùng bằng đây nữa. Có ai bị dây bàn thả mơ sở ca một phía tầng ốc. Cứ bỏ ông hạng cái đồ chìa nhẹ chạy một chân. Tại bố tại mơ sẽ cam một kiếp khơi thập bảo ông cha nhớ bạn bảo ông phải chỉ bền đời sau bảo ông mình nên ca tỏ tỏ ca mình tỏ tỏ mơ bị chấm ngái thì tôi chỉ chặn dần tại sự việc tất cứ bảo ông nè cái này nhưng nè để tha tránh mình mới bền nè tránh nhé mình nữ xả máy nè để cứ thập bền tránh nhé nè cái này bắt đầu bắt bền bảo ông nè chặt bảo ông cô này từ bộ ghế bảo ông mình khăng nè cái chè tôi chỉ kìm một chê bóng của bóng nơi từ trẻ chất nên bờ ưu tiên hoa thả bờ bóng khăn vĩnh vì mà nâng thả kì vô lương mà hóa dương tư tự lương vì kì phần này đọc bên bóng ọt khăn vì mà nâng thả kì chào lương máu bóng kinh khuẩn với ọt khăn đại rồi chắc bóng ọt mua mai lại cả hai chú mua nâng kì chê này nghe thấy thấy bóng trong khối bóng chứ nét tén riêng nâng tiết rừng cổ miên nâng tiết đánh bóng trái nằm nhưng không chỉ nói đến mình khơi tha chanh chỉ bẹt nè chỉ mía đấy nè nó chỉ bẹt hay còn là chanh nó chỉ mía mình thế mà trời vì bố mía nó chanh chặt của nãy tại khăn thì mới bẹt hay cho mọi bẹt khăn đấy vẫn là bẹt mình khăn anh ấy dương mưa từ từ thêm bị thằng cái dương tham một nữ cả cả hai cô khâu nó chỉ nè vẫn là vẫn miên chỉ nè miền chân nhà này nè chân nhà luôn ai ở tầng chân nhà luôn ai nó cầm hăng luôn ai nữa cướp từng cọt luôn ai như thế nào như thế nào chàng bởi sai cầm hăng khâu cầm hăng nó bị trâu dừng thắt nó lơ bộ cốt là ngay nè nếu còn tài miền đất cái này rừng bí xèn này cái này xong ra bộ cốt bị là vùng khái cứ chân nhà chân nhà cái này chân nhà chân nhà cất thắt luôn ai nó chân nhà chân nhà nó cầm hăng nè chân nhà hai cái này tại smile là một cái thay và như dùng ở đây một cái thay cứ chạy của này cứ rút trong nhà cây hay đó là về về nó cứ bỏ ăn trong chăn chăn một cột tiền tại bỏ ăn trong chiếc của này bỏ ăn miên cầm hăng ở chợ ăn trên một cột luôn thế bỏ ăn miên tập tây ở cọ ở chợ ăn trên một cột luôn thế cần là chứ mình biết từ tay ở cọp và đói những việc mình tra ơn chiến nhé từ ăn mà đào chẳng từ chia chân đầy muối đại dương từ ngọn nía rằng cái rẽ xa chặt từng đợt nó ngày bàn là o của chặt và dương nó chia của phục này đầy tục còn vào tàng lại tàng buồn à bây giờ phần đào thì ao chặt nắng trở bàn bạn là thì cùng đào cùng hắn anh nắng sẽ cho kế sẽ khăn nó bị trọng thương mất sẽ cho bị thừa vì thừa ở dùng mu máu đó cả hai toxic stress vì thừa ở dùng chi kêu tự tin bắt đặt xa vì thừa ở dùng đi mình lúc bỏ mình hơi chúng á nó bên đây thầy dương nó nơi cao mà là này cùng rồi bỏ
កំផាប់ណាណាណាស្រែកតែគេគេបញ្ជាមកធ្វើអីស្រែកតែគេយ៉ាងហោចដល់ពេលយើងគាត់ត្រូវមានសមត្ថភាពប្រឹងប្រែងធ្វើជាម្ចាស់ការយកឯករាជ្យឯករាជ្យលើអាកំហឹងហ្នឹងកុំឲ្យកំហឹងហ្នឹងវាជិះជាន់យើងណាយើងខ្លាចគេមកដាក់អាណានិគមលើយើងប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចកុំឲ្យកំហឹងដាក់អាណានិគមលើយើងយើងហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែមានសតិបញ្ញាស្មារតីមានមេត្តាដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងមានឯករាជ្យភាពដើម្បីអាចសម្រេចដោយទឹកចិត្តត្រជាក់ដោយទឹកចិត្តស្ងប់ហើយយើងរស់នៅបានត្រង់ហើយយើងមកដល់សេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃទៀតដល់សពពេលបន្តិចទៀតពុទ្ធិមានអីថែមទេអរហើយគណៈអញ្ចឹងអរប្រគុណគុណចាស់អមរុសចាំបាននិមន្តចូលរួមវិភាសាក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍគុណភាពជីវិតហើយយើងដល់ម៉ោងចប់ហើយសូមអរគុណកណ្ដាលគុណចាស់គ្រូព្រះអង្គទាំងអស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានតាមដានស្ដាប់និងសូមគេបុណ្យកុសលកណ្ដាលគុណចាស់ញាតិញោមសូមបានកោតតែនឹងពុទ្ធពលទាំងកាអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគិងគិតឡើងខ្ញុំកណ្ដាលស្វាគមន៍ទាំងពីរព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា